Hello, cả nhà. Chào mừng mọi người đến với bài tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học về No Change. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được các dạng của dạng có cái thay đổi theo thời gian rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học cái dạng mà không có sự thay đổi theo thời gian. Mình nhắc lại nhé, đây là hai dạng hay ra nhất ở trong IELTS và nó rơi khoảng tầm 70-80% gì đấy. Dạng Change Over Time ra cũng nhiều, nó cũng ngang ngang với dạng này thôi. Mình đi thi thì chủ yếu là hai dạng ra vào hai dạng này, mình thi rất nhiều thì có khoảng tầm 3-4 lần vào process, 3-4 lần vào map, còn lại toàn là hai dạng này thôi. So, tiếp nhé, mình vẫn sẽ chia 4 khổ như bình thường nhé. So, intro mình vẫn paraphrase như bình thường. Cách paraphrase của dạng này và dạng trước hoàn toàn giống nhau, mình vẫn sẽ xem đơn vị là gì và paraphrase như vậy thôi. Và overview thì do mình không có trend, dạng này không hề có sự thay đổi gì cả, nhưng nó sẽ có sự khác biệt. Ok, nên overview mọi người sẽ nói về sự khác biệt cho mình nhé. Mình sẽ nói về to bé giống khác, đại khái là nhận to bé giống khác kiểu kiểu như vậy đấy, thì đấy chính là overview này. Tiếp theo ở body một đó, mình sẽ cứ to nhất chiến trước được chưa, sau đấy xem cái pattern của nó như nào và mình đi tìm những thằng có pattern tương tự hoặc là ngược lại. Sau đấy mình viết cái rest pattern là gì, sau đó mình sẽ khi vào đến với cả những cái bài mẫu thì mình sẽ có cái hình để mình tả kỹ hơn cái pattern của nó. Ok, so mình sẽ đi vào những cái cấu trúc quan trọng nhé. Mọi người nhớ là bài nào cũng chỉ có vài cấu trúc quan trọng như này thôi, cứ viết đi viết lại là xong. Ok, đầu tiên đây chính là cấu trúc end of figure four. Mình sẽ nói thằng nào đấy là bao nhiêu này, end of figure four, những thằng còn lại là thấp hơn, nó là bao nhiêu respectively. Nếu mà có hai ba cái thì mình sẽ dùng chữ respectively ở đây, còn nếu mà chỉ có một cái thôi mình sẽ dùng end of figure four, thằng nào đấy thì nó was lower at bao nhiêu đấy. Thì đây là mình report được hai số liệu rồi này. Nếu mà có hai ba cái đằng sau này thì mình, tức là nếu có ba cái thằng nào to nhất này follow by những thằng còn lại đúng không, hoặc là while mình có thể while xong đảo số liệu vào đây này, đảo số liệu vào đây này, hoặc while và dùng the figure four hoặc là the proportional như bình thường, while a như nào b như nào và đảo data lên đầu compare to những thằng còn lại, hoặc là thằng nào đấy nhiều hơn những thằng còn lại, tức là mình so sánh trước này, sau đấy mình thêm số liệu vào là with respect to figures b bao nhiêu ăn bao nhiêu, nên và số lượng lần lượt là bao nhiêu vào bao nhiêu này, hoặc là thằng nào đó là bao nhiêu này và nó nhiều hơn những thằng còn lại là bao nhiêu phần trăm này. Ok, đây là các cấu trúc tương đối là dễ viết, mọi người có thể pause lại để ngẫm nhé. Which was bao nhiêu phần trăm higher, hoặc là bao nhiêu tấn, bao nhiêu gì đó higher, tùy mọi người, tùy cái đề đó mà cho mọi người là gì. Mình sẽ là ví dụ, mọi người sẽ thấy nó dễ rất nhiều nhé, ví dụ luôn nhé. So, cấu trúc lower là như thế nào, nhìn phát biết luôn, được chưa? The oil consumption in Japan was about 70 million tons, đúng không? And the figures for the UAE and Canada were lower. Thế đó, add bao nhiêu and bao nhiêu respectively. Nhớ ok chưa? Dễ mà đúng không? Thằng nào là bao nhiêu? Thằng khác lower. Nó phải có dấu hiệu so sánh ở đây nha. Và nếu mọi người muốn dùng follow by thì phải nói rằng thằng to nhất, được chưa? The oil consumption in Japan was highest at 17 million tons, followed by Canada mở ngoặc ra là bao nhiêu, còn the UAE mở ngoặc ra là bao nhiêu. Tương đối đơn giản đúng không? Tiếp theo, cấu trúc nhiều hơn rất nhiều này. Nếu mà không nhiều hơn rất nhiều, mọi người bỏ cái far đi nhé. Đây là nhiều hơn, còn far còn không nhiều hơn rất nhiều. So, the oil consumption in Japan far exceeded that of the UAE and Canada. Mọi người nhớ về chữ that of nhé, bởi vì nó chính là cái nó refer cho cái danh từ đằng trước này, the oil consumption này. Có những người thích dùng that in cũng được, không sao cả. Nhưng mà thực ra nhiều người dùng that in, người ta bảo là song song chữ in ở đây đúng đúng này, cũng không sao. Nhưng mà mình viết gửi cho giám khảo và mình đọc các bài của giám khảo chấm hoặc là giám khảo viết chẳng hạn, thường người ta hay dùng that of. That in thì cũng vẫn đang cãi nhau rất là nhiều. Nói chung mọi người biết that of hay that in thì cũng chẳng ai chịu điểm đâu. Phải with respect to figures being bao nhiêu and bao nhiêu thôi là xong. Đây là mình so sánh này, xong mình thêm số liệu. Ok, hoặc mình có thể dùng
oil consumption in Japan, bỏ ngoặc luôn số liệu của nó ra, được chưa? Was far higher than that of hai thằng còn lại. Which này thì bổ sung cái số liệu cho cái that of này là bao nhiêu và bao nhiêu respectively, là mình đã report được số liệu cho thằng Japan, UAE và Canada rồi. Mọi người nhớ nhé, đây là những cấu trúc rất quan trọng, do đó pause nó lại ngẫm, ok. Và mình đảo số lên đầu nhé, 70 tấn dầu thì được consume in Japan và compared to, đúng không? Compared to 20 million in the UAE and 35 million in Canada. Dễ đúng không? Tiếp theo, Kuwait had the highest use of water. Tại bao nhiêu phần trăm? Whereas, đúng không? Mình có thể dùng while hoặc là whereas để mình nói về, để mình so sánh các thứ với nhau. 63% này. Its use for agriculture was only less than a third of this. Là bao nhiêu phần trăm? Được chưa? Ngoài ra mình cũng có những cái structures khác, tức là một nửa đầu tiên mình sẽ compare, nửa tiếp theo mình sẽ thêm số liệu. Vậy thì mình sẽ compare và thêm số liệu như nào? Ví dụ như developing countries are more reliant on alternative energy production than developed countries. Cách đầu tiên để mọi người thêm số liệu ấy, đấy chính là mở ngoặc nó ra. Around bao nhiêu and bao nhiêu respectively, đóng ngoặc. Đây là cách thêm số liệu đầu tiên nhé. Cách thứ hai, khi mọi người so sánh nhé, solar power accounts for far less of the total energy production than gas or coal does. Đúng không? Sau đó mình and phải and the figures are bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu respectively, hoặc là mở hoặc là được, đúng không? Đây là cách thứ hai để mình thêm số liệu. Cách thứ ba chính là cấu trúc with ở bên kia đó, đúng không? The Middle East produces twice as much oil as Europe throughout the period, with respective figures being bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu and bao nhiêu thôi là xong. Được chưa? Đây là ba cách vừa so sánh vừa thêm số liệu. Mọi người có thể dùng ba cách này cho rất là nhiều các thứ. Cứ so sánh xong cái muốn bổ sung số liệu, dùng ba cái này là xong. Đó. Ví dụ như cái này nhé. The oil production in the Middle East was double that of Europe throughout the period. Mình có thể phẩy, đúng không? And the figures are bao nhiêu and bao nhiêu respectively là xong. But Western countries consume three times as much oil as the Middle East almost over the period, phải đúng không? With respective figures being bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu, đúng không? Russia consumes slightly more oil than Germany, mà hoặc là 15% và 14%, đúng không? Dùng ba cách này để có thể thêm số liệu rất là đơn giản này. Tiếp theo, equal, the same hoặc là similar, đây cũng là những cái rất là hay phải dùng nhé. The production of oil in the Middle East and Europe is equal, bằng nhau này, hoặc the same, bằng nhau này, hoặc similar, tựa như nhau này, xong rồi mình có thể viết and the figures are bao nhiêu là xong. Ok. So, đây là những cấu trúc quan trọng nhé. Bài hôm nay chúng ta chỉ có thế này thôi. Mọi người cố gắng xem kỹ cái phần này, xem kỹ tất cả các số liệu, các cái như kiểu cấu trúc ở trong đây, và làm bài tập ở trong cái file mình có để trong cái folder của cái dạng của các dạng của task one đó. Mọi người sẽ thấy cái file tên là bài tập về nhà bài số 11 thì phải. Ok. So, bài sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách viết overview cho các dạng của phần no change. Ok, nó rất là kỹ. Overview là quan trọng nhất đúng không? So, chúng ta sẽ có một bài riêng về nó luôn. Bye bye cả nhà.